Thưa quý vị, chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiến hành quyết liệt, triệt để như lúc này. Những biện pháp và kết quả từ cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong thời gian qua đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bên cạnh những biện pháp của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhiều cán bộ cách mạng lão thành, người dân đã hiến kế, đề nghị để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đó là nội dung kỳ 3 của phóng sự Chống tham nhũng càng mạnh càng tăng cường niềm tin của dân với Đảng. Kỳ 3 Chống tham nhũng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường niềm tin của dân với Đảng. Một điều chắc chắn được khẳng định, tham nhũng là những con sâu ẩn bên trong bộ máy chính quyền nhà nước, làm suy giảm sức mạnh của tổ chức đảng, của cơ quan công quyền, đục khoét niềm tin của dân. Tham nhũng là hành vi cố ý. Người vi phạm hoàn toàn nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Nhưng vì lợi ích cá nhân, họ bỏ qua tất cả. Cuộc chiến chống tham nhũng không chỉ đơn thuần là phát hiện, xử lý người sai phạm, mà điều quan trọng là ngăn chặn những phần tử thoái hóa, biến chất, làm mất uy tín của đảng. Từ đó, làm trong sạch tổ chức, cơ sở đảng, giữ vững vai trò của tổ chức đảng và người đảng viên. Vì thế, mỗi cá nhân, dù ở vị trí nào, cũng phải cần kiên quyết, nói không ngay trong suy nghĩ khi đứng trước cơ hội có thể dẫn đến tham nhũng tiêu cực, nhất là những người ở vị trí công tác nhạy cảm. Muốn chống tham nhũng có hiệu quả, phải xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thì tham nhũng không còn đất sống. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa phát hiện sớm tham nhũng tiêu cực. Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo giao thanh tra tỉnh chủ trì tăng cường hiệu quả công tác thanh tra trong toàn ngành, từ giai đoạn xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đến tổ chức thực hiện, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tập trung những ngành địa phương còn hạn chế, có dư luận tiêu cực, sai phạm trong các lĩnh vực nhạy cảm xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được theo dõi, giải quyết đúng quy định, chủ trương, chứng đơn có nội dung về hành vi tham nhũng tiêu cực, rõ ràng có cơ sở chứng minh. Đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử trong phạm vi thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có đề nghị đến thủ trưởng các cơ quan tố tụng để nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là những vụ án mà dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp theo dõi. Hiện nay, tổng số vụ việc vụ án tham nhũng đang tiếp tục theo dõi đã giảm 12 vụ, 30 người so với cùng kỳ, mặc dù vẫn còn vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng đã có sự chuyển biến. Liên quan đến nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế chi tiêu nội bộ, sau khi hoàn tất nhiệm vụ tự đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 theo bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh ban hành hướng dẫn số 19 ngày 19 tháng 9 năm 2022 để yêu cầu các ngành địa phương đưa công tác tự kiểm tra, ra soát tài chính kế toán vào nhiệm vụ thường xuyên hàng năm sau khi kết thúc năm ngân sách, kết hợp chấn chỉnh công tác công khai minh bạch dân chủ cơ sở để phòng ngừa tham nhũng. Sau khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh có chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp tục ban hành công văn số 284 ngày 21 tháng 12 năm 2022 để đôn đốc các ngành địa phương thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo các ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách, phát hiện những sơ hở bất cập vướng mắc dễ bị lợi dụng để tham nhũng. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc gửi văn bản đến bộ ngành trung ương quản lý lĩnh vực để kiến nghị tháo gỡ những bất cập hạn chế đó. Song song đó, công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa quy phạm pháp luật đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hàng năm, kịp thời phát hiện và xử lý những văn bản ban hành trái quy định, không đúng thẩm quyền hoặc đã hết hiệu lực. Công tác tự kiểm tra, kiểm soát, giám sát đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trong kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch rà soát xung đột lợi ích và thường xuyên tự kiểm tra. Công tác thanh tra công vụ đã và đang được Sở Nội vụ tiến hành hàng năm, góp phần chấn chỉnh tác phong, hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đánh giá và chỉ đạo thực hiện các chỉ số BCI, BA, BABI, CBAS đã đặt ra các giải pháp nhằm tăng cường nhận thức công dân trong liên hệ công tác, thực hiện thủ tục hành chính, đã góp phần ngăn chặn tham nhũng, đặc biệt là tham nhũng vặt. Ông Phạm Hùng Thái,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Tây Ninh nói: để phòng ngừa việc này thì tỉnh cũng đã đẩy mạnh cái công tác cải cách hành chính gắn liền với lại cái ứng dụng các công nghệ thông tin, thực hiện cái chuyển đổi số để hạn chế cái tiếp xúc trực tiếp của cán bộ đảng viên trong xử lý các cái thủ tục hành chính của người dân, của tổ chức, của doanh nghiệp, để góp phần là phòng ngừa những cái tiêu cực nhũng nhiễu. Cái thứ hai là xử lý nghiêm cái trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị tổ chức đảng mà thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong đơn vị, trong cơ quan mình thuộc mình phụ trách. Năm 2022, Tây Ninh có một tổ chức đảng và 117 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó có 66 đảng viên bị khiển trách, 17 đảng viên bị cảnh cáo, cách chức 2 đảng viên và khai trừ 32 đảng viên. Số đảng viên bị thi hành kỷ luật giảm hơn 13% so với năm 2021. Trong năm 2022, còn nổi lên một vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra trong việc phòng chống COVID-19 và thực hiện đấu thầu mua sắm kit test xét nghiệm của công ty Việt Á. Đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và ông Lê Thành Lữ, nguyên Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc Sở Y tế Tây Ninh. Trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh có 38 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 2,56% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, có 24 đảng viên bị khiển trách, 6 đảng viên bị cảnh cáo và 8 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng. Xử phạt nghiêm minh những cá nhân tổ chức có sai phạm là tất yếu. Song, việc ngăn ngừa, đề phòng những viên đạn bọc đường âm thầm lặng lẽ tấn công vào đội ngũ cán bộ là một trách nhiệm phải làm của mỗi cá nhân, cán bộ, đảng viên. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lúc sinh thời, nó tham ô, tiêu cực, tham nhũng là kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta. Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính. Câu chuyện về rèn luyện đạo đức, tác phong của người cán bộ vẫn luôn được nhắc đến từ bao lâu nay. Thế hệ cha anh đi trước luôn đặt niềm tin và kỳ vọng vào chúng ta. Bà Nguyễn Thị Điệu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng, nay là thị xã Trảng Bàng, đã nói: trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng này thì cũng mong muốn làm sao mà chống cái tiêu cực cho tốt hơn. Ông Lê Quang Vân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Dầu, đã nói: là cái thế hệ trẻ bây giờ đó, nói chung là các đồng chí được rèn luyện rồi thử thách từ khi giải phóng đến nay, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà tôi tin tưởng rằng các đồng chí rất là trẻ nhưng mà được cái sự tôi luyện và rèn luyện của những anh, những chú đi trước. Trên cơ sở đó mà tôi nghĩ rằng tin chắc đặt gỡ trọn cái niềm tin ở đảng, của nhà nước, cấp của đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Oai, bí danh Ba Bê, nguyên bí thư huyện ủy Trảng Bàng, nay là thị xã Trảng Bàng, nhấn mạnh: cái công tác xây dựng đảng hết sức là quan trọng. Phải xây dựng đảng cho thật mạnh, phải trong sạch đảng. Đảng đi trước là nước theo sau. Nó thể hiện đó, nó phải làm sao đảng viên phải thể hiện, phải gương mẫu tất cả cái những cái gì trước đồng bào tin tưởng nhất định thắng lợi thôi, chứ không có gì hết rồi. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập tự do dân tộc, thế hệ cha anh của chúng ta đã không ngại gian khổ hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Ngày nay, trước quốc nạn tham nhũng, dù ở tuổi thất thập cổ lai hy, người cán bộ cách mạng lão thành vẫn đau đáu một nỗi niềm trăn trở, mong muốn tổ chức đảng phải được xây dựng trong sạch vững mạnh. Lúc sinh thời, ông Tô Văn Ri, người chiến sĩ cách mạng của hội thề rừng sông Trảng Bàng, đã luôn nhắc nhở rằng: trong cái sinh hoạt phải tự
bản thân của người đảng viên phải tự rèn luyện. Cái thứ hai, phải nghe qua những cái giáo dục của cấp trên, đấy, học tập, ví dụ như gương Bác Hồ, thì cái đó cũng thường xuyên, phải làm theo gương Bác Hồ, từ rèn luyện ở chi bộ, đấy, thì chi bộ, dầu cho ở cấp nào cũng phải ở trong chi bộ, đấy, thì phải lấy cái chi bộ làm gốc thì mới xây dựng được các cấp. Đất nước phát triển hội nhập, thời kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội cho mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát huy tinh thần sáng tạo, làm kinh tế, cống hiến xây dựng quê hương. Thế nhưng trong cơ hội cũng có những cái bẫy đang rình rập. Vượt qua được những cái bẫy chết người đó hay không phụ thuộc vào bản lĩnh, đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn, cho năng lực hạn chế, để rồi tự đánh mất mình. Đó cũng chính là thước đo và đạo đức và sức chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên.